Xin chào các bạn. Đây là hành trình để đi lấy cái điện thoại mới. Giờ đang đi về để làm video cho nó ok hơn. Trên đường về mình đang vừa chạy lấy xe đây. Ở đây là khu công nghiệp Phú Mỹ. Anh bán điện thoại cho mình là anh đi làm nghề trái trái, ban ngày là anh đi làm bán điện thoại, ban đêm anh làm khu công nghiệp.